Hello, chào chị em bà con nha. Thì em này thì em mới vừa rút hồ sơ xong nè. Cam gì 203 đăng ký 209 nhập Nhật. Form dáng đẹp tuyệt vời. Dòng cam gì thì nói chung thì anh em biết rồi đó. Form dáng đẹp, dài, chạy mạnh mẽ, đỡ hao xăng. Tiêu hao nhiên liệu cũng rất là ít ha. Cam gì bên mình còn nhiều nha. Đó, 208 nè. 203 đăng ký 209 và em ngoài kia là 21999 ha. Còn ba em form dáng đẹp khỏi chê miễn bàn rồi. Em này thì mình mới vừa rửa và mới vừa tút sơn. Nội ngoại thất đẹp ha. Đó, dàn ghế da anh chị nhìn mới toanh. Ghế này thì chủ nhân đã mới giặt lại rồi. Em này thì giá tiền có 270 triệu thôi. Đó. Ghế gòn cửa chỉ đầy đủ, không thiếu gì hết. Tem bồng của nó nè. Ốc cửa cũng còn khá là mới. Em này thì màu đen quyền, số tự động. Em này là bản 2.4 nha anh chị nha, chứ không phải bản 3 chấm nha. Đó, 2.4 thôi. Trần nỉ zin theo xe, số tự động, máy rất là im luôn. Cửa đóng là phịch phịch, rất là sướng. Cảm giác lái em này nói chung thì rất là ok, đầm chắc. Đó. Em mới vừa rửa xong. Ghế điện luôn anh chị ha. Đó, đã chưa? Vô lăng 4 chấu, túi khí. Em này thì 2 túi khí ha anh chị ha. Số tự động rất là dễ nhìn, kính bấm, gương kính chỉnh điện. Máy móc rất là êm, mà em này thì mới rửa máy luôn. Nhích nhẹ là nổ liền. Ôi, giờ quá, nước không. Đó, mình mới vừa rửa. Lấy cái kìm ra giùm cái mập. Mập. Lấy cái kìm. Bình mới luôn chị không? Máy cũng mới vừa rửa máy. Em này thì máy rất là im. Thắng ABS nè anh chị ha. Hệ thống thắng điện ABS nè. 4 máy. 16V. Logo, tem bọng. Em này là nhập Nhật. À, anh chị em nào yêu thì cứ nhắc máy alo mình qua số điện thoại ha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em mình buổi sáng vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. 4 mâm lớp vỏ hả anh chị không? Mới tin, 4 hắn đĩa luôn. Đó. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Chào anh em ha.